Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mr Đại Graphic Design. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái phần mềm mới nhất ra của hãng Adobe Photoshop, đây là Adobe Photoshop 2021 với những cái cập nhật đáng chú ý gần như là những cái cập nhật mới nó rất là được hỗ trợ bởi công nghệ AI của Adobe Sensei sau đây mình sẽ cùng tìm hiểu về những cái cải tiến mới của Adobe Photoshop 2021 được cập nhật và vài giờ trước đây. Về cơ bản thì cái giao diện Adobe Photoshop 2020 và 2021 thì nó không có gì thay đổi nhiều, nó chỉ thay đổi những cái tính năng mới, cập nhật thêm những cái tính năng mới để giúp cho các bạn có thể dễ dàng thao tác và làm việc hơn. Tuy nhiên thì cái Photoshop 2021 đòi hỏi cấu hình máy của các bạn phải uh, tốt hơn, cao hơn thì máy chạy mới nhanh được sau đây mình sẽ tìm hiểu thêm về cái giao diện ban đầu thì nó cũng không 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 có gì uh, thay đổi nhiều đây là Adobe Photoshop uh, 2021 phiên bản 22.0 mình mới vừa cài đặt uh, cái tính năng đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đấy là cái tính năng uh, khá là hay ở trong cái phần mềm Photoshop này Đây là cái tính năng mà có thể thay đổi cái màu của bầu trời các bạn nhé Các loại bầu trời và màu của bầu trời à, Giúp các bạn um, xử lý ảnh một cách dễ dàng nhất, uh, nhanh nhất Mà không phải uh, blend uh, hình cái bầu trời bên ngoài vào à, Đây, các bạn có thể uh, Khi các bạn mới cài đặt thì các bạn có thể tìm hiểu khám phá thêm những cái tính năng mới bằng cách bấm vào cái kênh lúp ở đây và gõ những cái gì mà các bạn cần để xử lý cái hình và thay đổi cái màu của bầu trời thì các bạn chọn một cái hình ảnh mà có một cái bầu trời đó sau đấy các bạn vào trong edit các bạn chọn cái mục sky relayment thì cái này nó mới được cập nhật các bạn nhé các bạn bấm vào đây khi các bạn bấm vào đây rồi thì nó sẽ hiển thị những cái thông số để cho các bạn thay đổi này. đấy, mặc định của nó là một cái bầu trời này, nó sẽ tự động tìm kiếm cái khu vực mà có cái bầu trời cho các bạn để nó xử lý cái hình ảnh. đó, ở đây các bạn có thể thay đổi các cái random các cái bầu trời khác nhau mà có trong cái thư viện này, rất là nhiều, các bạn có thể tự khám phá thêm. đó Đấy, ví dụ như đây những cái dạng bầu trời này Đó. sau khi các bạn chọn một màu bầu trời rồi thì các bạn có thể uh, cho nó các cái, cái chế độ hòa trộn này đấy, các cái điểm hòa trộn Đấy sáng này uh, màu này hay các bạn có thể cho nó màu lạnh hoặc là màu uh, màu ấm hơn thì và các bạn đấy hoặc các bạn có thể scale à, lật Đó. và cái chế độ hòa trộn. Ở đây chỉ có hai chế độ hòa trộn là multiply và là screen thôi các bạn nhé Đấy. Đấy, hoặc là cái uh, lighting adjustment này, color adjustment này. Đấy, nó sẽ blend cho các bạn một cách rất là thông minh. Ở cái mục output thì các bạn có thể xuất ra cái new layer hoặc là duplicate layer ở đây mình để new layer thử nhé các bạn nhá, các bạn mở layer lên ra thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ uh, tự động blend cái uh, cái uh, cái lớp này cho các bạn, cái lớp mà bầu trời. đấy, mặc định của cái đây là cái layer gốc nhé các bạn nhá, các bạn muốn blend layer khác thì các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy nó sẽ tạo tự động nó tạo hết nó cân bằng trắng này, chỉnh sửa sáng này và các cái lớp mặt nạ rất là rất là thông minh. đấy À, về cái phần này thì rất là hay. Thì các bạn có thể chỉnh sửa bầu trời các cái style bầu trời hoặc cái màu sắc của cái bầu trời. À, giúp, giúp các bạn chỉnh sửa rất là rất là tốt. Đây đây là cái tính năng đầu tiên. Ở cái tính năng thứ hai đáng chú ý nhất trong cái phần cải tiến trong Photoshop Adobe Photoshop hai uh, 2021. À đây là cái tính năng uh, xử lý uh, hình chân dung. Đối với những cái hình ảnh mà uh, thì các bạn xử lý da mặt À, hoặc là cái khuôn mặt thì đây là một cái uh, cải tiến thực sự là uh, có giá trị Thế các bạn để xử lý hình chân dung thì mình sẽ mở một cái hình uh, chân dung như này uh, chưa được xử lý ra các bạn nhé thì ở đây sau khi uh, ở đây mình sẽ mở các bạn vào trong filter thì nó sẽ có một cái mục mới tức là neural uh, filter các bạn ấn vào đây thì các bạn sẽ thấy được bên trong này sẽ có một bộ lọc uh, rất là rất là mới À, nó cho phép cho các bạn à, xử lý à, cái da. Đấy. Ở đây các bạn bấm vào skin uh, smoothing, bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị cái skin smoothing này cho các bạn. Lúc này các bạn à, à kéo ở có, có hai cái mục các bạn nhé Các bạn kéo cái blur này hoặc là smooth net này. À, thì các bạn nhìn thấy là đây. Đó. trước khi mà xử lý này thì các bạn thấy sau khi xử lý before và after này. Đấy. nó xử lý rất là tốt. À, đối với những cái à, cái tính năng này à, những phiên bản trước thì các bạn phải tự làm đó thì chuyển sang cái phiên bản 2021 thì Photoshop đã làm gần như là tự động hết bằng công nghệ AI hoặc là à, bằng công nghệ công nghệ AI à, của Adobe Sensei thì lúc này nó gần như là làm tự động cái công việc của bạn gần như là không phải làm gì nhiều. Các bạn kéo để thêm cái blur này cho nó mịn này hoặc là cái smooth các bạn kéo smooth lên các bạn thấy được là cái sự thay đổi của nó cực kỳ có giá trị đấy các bạn nhìn thấy chưa à, bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy này before này after này à, nó làm ra mặt cho các bạn xử lý ra mặt của các bạn rất là ổn ở à, lúc này các bạn sẽ xuất ra à, bây giờ mình sẽ xuất ra thử cho các bạn nhé ở đây nó sẽ cho các bạn uh, nhiều cái chế độ để các bạn xuất ra này thứ nhất là current layer này tức là layer hiện tại duplicate layer này duplicate layer mark uh, new layer hoặc là smart view ở đây các bạn có thể để tự động là new layer các bạn bấm ok để thay được kết quả khi được sử dụng các bạn bấm là cái uh, layer lên để các bạn kiểm tra được là cái, cái này Đấy. nó sẽ tạo cho các bạn một cái lớp mới và trong cái lớp mới này nó sẽ tạo một cái lớp da mịn đã được xử lý một cách thông minh bằng công nghệ AI thì các bạn có thể thấy được là cái tính năng này nó cực kỳ hữu ích cho các anh em làm ảnh ả, photography ở cái tính năng tiếp theo trong cái uh, phần cải tiến trong Photoshop đây là cái tính năng uh, uh, Smart uh, Portrait các bạn nhé đây là cái tính năng uh, tự động nó sẽ các bạn kéo để chỉnh sửa các cái uh, hình ảnh chân dung khi các bạn uh, dùng cái công cụ này thì nó sẽ cho các bạn uh, xin lỗi các bạn Đó, các bạn bấm chọn cái uh, Smart uh, Portrait này đây, bên trong đây nó có rất nhiều cái tính năng các bạn có thể uh, thử uh, ví dụ như ở đây nó sẽ tự động uh, chọn cái khuôn mặt bằng công nghệ AI uh, để tạo cái khuôn mặt này cái này khuôn mặt vui vẻ này Happiness này vui vẻ này hoặc ngạc nhiên này hoặc các góc độ vân vân ở đây có rất nhiều cái các bạn có thể tự mình khám phá thêm này đây một số cái mình mở cho các bạn thấy này uh, ví dụ như khuôn mặt vui vẻ Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? À, nó tự động uh, làm cho khuôn mặt nó cười lên này, đấy, trước này, sau này, trước này, sau này, à, hoặc là ngạc nhiên, các bạn kéo đây thì thấy khuôn mặt thì thấy ngạc nhiên này, à, vân vân. Đấy. Uh, hoặc là tóc dài ra này là mình lưu ý với các bạn là khi các bạn dùng cái uh, công cụ này này uh, cái tính năng này ở đây các bạn nhìn thấy, đấy tóc các bạn chữa thêm tóc các bạn uh, mình đang nói về cái vấn đề lưu ý các bạn khi các bạn mà uh, sử dụng cái uh, công cụ này các bạn nhé uh, thì bắt buộc uh, các bạn phải đăng nhập um, cái tài khoản của bạn các bạn, uh, các bạn in vào uh, đăng ký một tài khoản mà các bạn xin thì nó mới uh, sử dụng cái công cụ này được. Tại vì cái công cụ này nó được uh, xử lý uh, cái hình ảnh này bằng cái dữ liệu trên cái cloud của Adobe, của hãng Adobe. Nó làm trên uh, cloud các bạn nhé. Các bạn phải đăng nhập thì nó mới xử lý hình ảnh này các bạn. Còn không, nếu như các bạn không đăng nhập thì uh, nó sẽ thông báo là cái tính năng này các bạn uh, sử dụng cái bộ lọc này nó bị lỗi. đấy Thì các bạn có thể uh, xem uh, và đang nhập vào để Xử lý Cái các bộ lọc này Tự xem cái bộ lọc này à, Trong đây có rất nhiều nha các bạn nhé Quay cái góc nhìn của nhân vật này à, Đây là một trong những cái tính năng Mà trước đây trong Photoshop Nó không hề có các bạn nhé Bây giờ Nó đã có về quay mặt sang trái này Mặt sang phải các bạn có thể tự Xem này Đấy Đấy Cái này thì khá là hay à, Light Direction này Hướng ánh sáng này Hoặc là max Setting này. Đó hướng ánh sáng thay đổi hướng ánh sáng ở cái này các bạn có thể uh, khám phá thêm ở một cái tính năng mới mà trong cái bộ lọc uh, new uh, neuro uh, filter ở đây là các bạn có thể vào trong đây đấy các bạn sử dụng cái bộ lọc uh, ở đây ở có một cái bộ lọc là colorize các bạn nhé trong colorize này thì nó cho phép các bạn thay đổi cái màu sắc uh, đấy thì các bạn có thể uh, chọn cái màu sắc này À, các bạn chọn ví dụ như các bạn không thích cái màu cũ nữa đúng không thì các bạn thay đổi cái màu sắc mới đi à, ví dụ như các bạn thay đổi màu da à đây các bạn thay đổi màu da này đấy thì các bạn chọn cái nơi mà apply cho cái màu da đấy thì nó sẽ apply cho các bạn ở bên này hay hoặc ví dụ như bây giờ các bạn không thích màu đấy thì các bạn chọn màu khác nó đậm hơn các bạn bấm đây thì bên này nó sẽ thay đổi cái màu đậm hơn cho các bạn hoặc là các bạn có thể thay một màu nhạt hơn này à, Giờ đây để cho các bạn thấy rõ hơn cái sự thay đổi của cái màu sắc của màu da này Ở à, đây mình sẽ thay đổi cho các bạn nhé Và các bạn sẽ xem cái sự thay đổi của nó như nào đây Đó, các bạn thấy chưa à, Nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mà các bạn chọn màu chính xác uh, cho cái đối tượng của các bạn À, ví dụ như bây giờ mình chọn cái màu này thì Các bạn có thể làm đây thì Cái màu này nó sẽ thay đổi bên màu da cho các bạn Ở đây các bạn có thể điều chỉnh được Các cái kênh màu này, này. À, Ví dụ như cái kênh màu red các bạn hạ màu red à, Màu cyan xuống này à, Chuyển sang màu cyan hoặc màu red này à, Chuyển đổi qua lại hoặc chỉnh sửa màu sắc ở đây Thì các bạn thấy là cái màu nó sẽ thay đổi Đó Hoặc là các bạn có thể bỏ các cái kênh màu này đi Đấy thì nó vẫn giữ đi Đấy các bạn thấy chưa À, điều đặc biệt là các bạn có thể uh, chọn cái màu này, các bạn thay đổi vào cái điểm uh, pop color, uh, ví dụ như bên này, ở uh, đây đây, uh, mình sẽ mở một cái hình khác lên uh, cho các bạn thấy, ở uh, đây uh, mình sẽ mở cái hình này lên, mình thay đổi màu cho các bạn thấy, các bạn vào New và filter, uh, sau đấy các bạn chọn cho mình cái uh, cái bộ lọc và chọn cái uh, colorize thì trong này trong cái colorize này các bạn chọn cái màu ví dụ như các bạn chọn cái màu này này là màu, màu 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 vàng đậm đấy sau đấy thì các bạn click vào đây thì nó sẽ thay đổi cái màu cho các bạn đó đây, các bạn nhìn thấy chưa nó sẽ thay đổi cái màu đấy cho các bạn các bạn có thể thay đổi màu khác uh, Ví dụ như nhạt hơn đấy, Thì các bạn thấy là bên này Nó sẽ thay đổi màu cho các bạn Việc còn lại các bạn là các bạn đã xuất ra à, Nó sẽ ra một cái à, Lớp mới cho các bạn ở à, Một cái tính năng khác của Photoshop Adobe Photoshop đây là có những cái thao tác uh, nhanh cho các bạn có thể xử lý hình ảnh một cách nhanh gọn được uh, có những cái uh, thao tác đây là quick selection các bạn nhé đây các bạn có thể uh, bấm vào đây này các bạn bấm vào cái nút ở phía góc phải của cái màn hình 6 uh, uh, fortune, hell and more vậy uh, thì trong này thì nó có một, một cái mục là quick action uh, nó gồm một vài cái action mà các bạn có thể xử lý uh, nhanh luôn À, các bạn bấm vào đây thì có một vài cái action mà mình muốn giới thiệu các bạn Thứ nhất là cái remove background Thì cái này nó cho phép các bạn à, xử lý à, tách cái hình ảnh của các bạn Xóa cái à, đối tượng à, Lọc cái đối tượng từ background Ví dụ bây giờ mình muốn tách cái cô gái này ra khỏi cái background này Thì mình chỉ cần bấm vào remove background này à, Nó sẽ thị cho các bạn một cửa sổ à, Các bạn bấm apply khi các bạn bấm apply thì nó bắt đầu làm việc lúc này nó sẽ tách cái đối tượng cô gái này ra khỏi cái background của các bạn một cách thông minh bằng công nghệ AI Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa nó tách cái nền ra dạ, đó bây giờ mình sẽ mở một cái nền khác cho các bạn thấy mình sẽ cho một cái nền màu xanh xuống dưới này các bạn thấy là cái công nghệ AI nó tách màu khá là khá là chuẩn Đấy. <laughs> Ví dụ như cái nơi nào Mà nó tách màu chưa được chuẩn Thì các bạn có thể lấy lại bằng cái công cụ Rớt, bản chất của nó là Chỉ là một cái lớp mặt nạ Các bạn có thể lấy lại được Đấy. Đây là một công cụ khá hay à, Tách nhanh Đấy. Rồi à, Gì nữa, ở đây còn một số Cái thao tác khác nữa Ví dụ như cái <laughs> blue background tức là các bạn nếu như cái hình ảnh của bạn mà để chụp mà nó không được xóa phông thì các bạn về vào trong shop này các bạn làm mờ cái phông background của các bạn các bạn bấm vào đây sau đấy các bạn apply khi các bạn apply thì nó bắt đầu làm việc cho các bạn đấy, lúc này các bạn nhìn thấy là à, xin lỗi các bạn lúc nãy mình chọn cái lớp dưới bây giờ mình chọn lớp trên để mình làm việc này. Đấy. các bạn phải chọn lớp cần các bạn, các bạn cần làm việc nhé à, sau đó bạn bấm vào like khi các bạn bấm vào like thì nó sẽ hiển thị à, à, nó sẽ làm việc cho các bạn giống như một cái action đấy các bạn nhé thì các bạn nhìn thấy phía sau này đây là cái lớp mà vừa vừa sử dụng này à, cái phía sau cái background của nó à, nó rất là rõ nét độ khi các bạn à, sử dụng cái công cụ này các bạn bấm vào like thì cái lớp phía sau à, của cô gái này nó sẽ bị à, mờ đi nó xóa so phông thì các bạn nhìn thấy chưa thì cái mức độ xóa so phông các bạn có thể chỉnh sửa được bằng cái việc các bạn bấm vào trong cái Gaussian Blur đấy các bạn bấm vào đây thì các bạn có thể chỉnh sửa cái độ xóa so phông các bạn đây là mặc định của nó là không xóa so phông các bạn nha thì các bạn kéo lên thì các bạn sẽ thấy là nó xóa so phông này nó là mờ cái background phía sau à, đấy, đây là 100 trăm là mờ 100 phần trăm đấy rồi ok ok à, um, còn một số cái uh, hiệu ứng nữa ví dụ như cái H anime này nó sẽ giúp các bạn chỉnh sửa hình ảnh uh, nhanh hơn màu sắc Đấy. Uh, hoặc là cái max uh, uh, black and white background uh, tức là gì nó sẽ um, chỉ điểm màu cho các bạn giống như kiểu pop uh, color các bạn nhé thì khi các bạn bấm vào đây các bạn apply like, thì cái background phía sau này nó sẽ chuyển sang cái chế độ đen trắng cho các bạn và cái cô gái này vẫn giữ màu Đấy, đây là một cái, cái, tính năng khá là hay các bạn nhìn thấy phía sau là cái background đúng không đây các bạn muốn cho cái background phía sau nó 100% trăm đen trắng hay là uh, một phần nào đấy thì các bạn có thể chỉnh sửa opacity ở đây đấy, ví dụ 100% trăm phần đây chẳng hạn và các bạn có thể cho cái chế độ hòa trộn gì tùy ý các bạn đấy, ở đây mình sẽ mặc định là các bạn thấy được là cái đây các bạn nhìn thấy chưa đấy, background đen trắng các bạn nhá À, kiểu như điểm màu pop color ấy. Đấy. Rồi các bạn có thể khám phá thêm. À, một cái cải tiến khá là hay trong cái phần mềm mà uh, Photoshop uh, hai phiên bản 2021 thì các bạn thấy là uh, nếu như các bạn đã sử dụng cái phần mềm Adobe Illustrator thì các bạn sẽ thấy được là các công cụ vẽ của nó có thể hiệu chỉnh được rất là nhiều. Uh, thì ở phiên bản Photoshop này thì hãng Adobe đã đưa vào những cái tính năng đấy uh, à, uh, giúp các bạn có thể chỉnh sửa các cái xếp các cái hình vẽ từ xếp này các bạn này Ở bên trong cái sếp này các bạn có thể chỉnh sửa các cái tùy chọn này một cách dễ dàng hơn uh, ví dụ như bo góc, hay là các cạnh bây giờ mình sẽ thử cho các bạn thấy ví dụ bây giờ các bạn muốn vẽ một cái hình vuông, hình chữ nhật đúng không như thế này đó được chưa thì các bạn khi các bạn vẽ xong thì nó sẽ hiển thị cho các bạn uh, các cái điểm bo uh, bốn góc này đấy, các bạn có thể nắm kéo bo bốn góc này Đấy, hoặc là cái các cái cạnh à, các cái trung điểm giúp các bạn có thể chỉnh sửa cái hình ảnh à, cái cái sếp của các bạn một cách cực kỳ dễ dàng đấy à, thì các bạn có thể chỉnh sửa một một góc bằng cách bấm phím an này đấy hoặc là chỉnh sửa tất cả bằng việc bấm cái này à, cái này cũng khá là hay à, các bạn có thể vẽ các cái ở đây ví dụ như vẽ đường line Đấy, thì đường line thì các bạn có thể thấy được là các cái điểm neo của nó các bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa giống như bên vector luôn Đấy, các bạn có thể chỉnh sửa các cái uh, stroke này Đấy. Đấy, stock các bạn nhé, các bạn thể tô màu cho nó Rồi. À. À, hoặc là các bạn có thể vẽ cái uh, hình uh, tam giác Đấy. À. trong cái tâm giác thì các bạn có thể bo tròn các cái góc này, Đấy. đây là một cái cải tiến khá là hay, à, giúp các bạn có thể làm chủ được các cái hình xếp, chỉnh sửa, edit các hình xếp giống như bên vector. ở trong cái phiên bản là uh, Photoshop này thì các bạn có thể uh, vào trong này, các bạn bấm uh, Discovery hoặc, à, vào trong heo các bạn chọn photoshop heo hoặc là các bạn bấm vào cái uh, search này, này thì nó cũng ra các bạn nhé thì lúc này uh, giúp các bạn uh, có thể chọn nhanh các cái công cụ mà các bạn muốn tìm uh, thay vì các bạn vào trong cái uh, email này uh, các bạn vào trong adjustment và các bạn chọn các cái uh, đây các bạn chọn các cái bộ lọc các cái uh, hiệu ứng này thì các bạn có thể gõ uh, trực tiếp ở trên cái discovery này uh, thì nó cũng ra tuy nhiên thì cái, cái vấn đề nó khó khăn ở đây là các bạn có biết tiếng anh hay không và các bạn viết um, có chính xác hay không thì nó mới hiển thị ra cho các bạn ví dụ bây giờ mình uh, muốn tạo một cái hiệu ứng là uh, như này đây mình tạo một cái hiệu ứng là desaturate hoặc là mat hoặc là relay color đây, chẳng hạn thì các bạn chỉ cần gõ một vài từ phía trước uh, ví dụ như đấy thì nó sẽ hiển thị cho các bạn À, ví dụ như mình à, muốn tạo có hiệu ứng là mát color đúng không các bạn nhé à, đây thì nó sẽ hiển thị ở đây cho các bạn đây các bạn nhìn thấy là mát color đây thì các bạn có thể nhìn ở đây là các bạn bấm vào đây luôn thì nó hiển thị ở đây cho các bạn có thể dễ dàng làm việc hoặc là các bạn à, có thể chọn là relay color chẳng hạn ở đây mình chọn là re... relay color đấy các bạn nhìn thấy chưa Đấy, ví dụ mình muốn thay áo cô gái này màu đỏ này Đấy. Đó, ví dụ như thế các bạn nhé Thì các bạn có thể gõ ở đây Tiện, rất là tiện Để cho các bạn làm việc à, đúng không? À, Nó tiện cho các bạn làm việc rất là nhiều Đó. Đấy, hoặc là các bạn có thể Bấm đây Đấy, các bạn có thể chọn thay đổi màu áo Cho cái nhân vật của các bạn này. Đấy hay bị áo màu đấy thì các bạn chọn màu khác các bạn có thể cộng thêm Đó. các bạn có thể cộng thêm các cái vùng đấy Đó. đây là cái công cụ khá là hay giúp các bạn có thể tìm kiếm hoặc làm việc một cách nhanh nhất hoặc là các bạn chọn cái uh... level này chẳng hạn đấy các bạn level trong adjustment này uh, hoặc là cover cover À, đúng không thì nó đều ra các bạn nhá. bấm vào đây thì nó sẽ tạo cái keyword uh, cho các bạn. Đấy. Rất là dễ sử dụng và nó tối ưu hóa cái công việc của các bạn làm việc một cách nhanh nhất. ở uh, một trong những cái tín đáng đáng để nói ở trong Photoshop 2021 này là cái uh, uh, Select and Mark các bạn nhá. Ở trong slice nhân mắt này nó đã cái tín khá là là hay các bạn khi các bạn chọn để tách nền à, tách tóc chẳng hạn các bạn bấm chọn lấy nhân mắt đây các bạn chọn lấy nhân mắt sau khi các bạn chọn selection nhân mắt rồi thì các bạn à, vào trong này các bạn kéo xuống uh, on black hoặc là on white đấy ở đây bạn chọn cái Subject trước này tự động nó sẽ tìm và chọn cái chủ thể ấy cho các bạn đấy ví dụ ở đây mình chọn chủ thể nó đã tách cái nền ở à, cái cơ cái, cái thể ra cái chủ thể của bạn cho cái background. À, các bạn chọn cái on black hoặc là on white để các bạn thấy rõ được là ví dụ như mình chọn là uh, on white thì ở đây các bạn nắm kéo cái này ra à, thì nó sẽ tạo một cái phong nền trắng cho các bạn. Các bạn không cần phải add mặt background nữa. ở à, khu vực nào mà nó thiếu thì các bạn có thể uh, xuất ra và các bạn có thể uh, lấy lại cái vùng đấy à, hoặc ở đây. Yeah, các bạn có thể chọn cái uh, on black này, họ các bạn nhìn thấy chưa? hoặc là black and white thì nó sẽ chọn vùng chọn này cho các bạn, cái này mình cảm thấy là nó khá là hay, nhất là cái nền màu trắng, Đấy. các bạn có thể thấy được là nó sẽ tạo một cái nền màu trắng. Ví dụ như ở đây, các bạn có thể kéo các cái thông số này. Ở đây nó còn một cái khá là hay tức là uh, giúp các bạn có thể tạo một cái reset À, cho cái uh, select and mark này để các bạn có thể làm việc cho cái uh, lần sau nữa uh, đúng không? Uh, uh, một cái uh, khá là hay trong cái select and mark này nữa là cái cái công cụ tiktok uh, bình thường thì uh, các bạn khi các bạn tiktok tóc đúng không? Uh, Như thế này ở đây mình sẽ tiktok các bạn thấy trên cái nền này cho, cho nó rõ các bạn nhé. Mình sẽ cho cái nền màu xanh hơn một tí. Ok. Rồi, bây giờ mình muốn tách tóc uh, cái cô gái này. Đấy, các bạn chọn cái công cụ uh, này. Đấy, object selection hoặc bất cứ công cụ selection nào các bạn chọn à uh, selection mask. Sau khi các bạn chọn selection mask thì bên trong cái cửa sổ selection mask này uh, nó sẽ hiển thị uh, giống như bình thường. thì các bạn chọn cái uh, subject cho mình. Đấy, sau khi bạn chọn, chọn subject thì nó sẽ chọn cái uh, đối tượng uh, lúc nãy mình chọn cái lớp background các bạn nhé các bạn phải chọn cái lớp này cái lớp mà các bạn cần cần tách đấy các bạn chọn select nhân mắt khi các bạn chọn select nhân mắt thì bình thường lúc các bạn phải chọn như này đó phải vẽ cái chọn chọn công cụ này các bạn vẽ để bộ vùng chọn đi nhưng mà lúc này các bạn không cần các bạn chọn là cái select subject này để chọn cái chủ thể trước sau khi các bạn chọn cái chủ thể rồi đấy các bạn đợi cho nó làm việc xong một lát xong các bạn bấm vào refine này thì nó sẽ tự động tách cái nền này ra cho các bạn là các bạn nhìn thấy là nó sẽ tách nền ra cho các bạn lúc này các bạn kéo đây các bạn thấy rõ hơn là nó tách khá là ổn nọ à, thay vì việc các bạn chọn công cụ này các bạn xóa xóa ngoài đây thì bây giờ nó có công cụ refine hay he rồi à, khi các bạn bấm một cái là nó sẽ xóa cái nền bên ngoài cho các bạn à, và cái cái, uh, cái khu vực mà Uh, liên quan đến tóc và để lại cái tóc những cái sợi tóc khá, khá là tự nhìn đấy. còn cái ví dụ khu vực nào mà các bạn mà chưa thấy mà thấy mà nó chưa ổn thì các bạn có thể dùng công cụ này các bạn làm thêm và các bạn bấm Refine để có thể xóa tiếp tục xóa thêm cho cái, cái... đấy rồi các bạn sau khi xong rồi thì lúc này các bạn xuất ra thôi đấy các bạn xuất ra này các bạn bấm vào Check for Color các bạn xuất ra Select and Mark thì nó sẽ xuất ra cái, cái này uh, cho các bạn là rất là sạch sẽ và đẹp đúng không đấy à, tóc nó tách rất là tự nhiên và đẹp đấy. À, một cái à, tính năng mới trong Photoshop 2021 nữa mình muốn giới thiệu với các bạn đây là à, cái cái à, cái bộ lọc uh, make up các bạn nhá, tức là trong cái filter uh, nó có cái filter new uh, neural filter này, uh, nó còn có những cái bộ lọc khác, uh, ví dụ như bây giờ uh, mình muốn trang điểm cái môi của cô gái này dựa trên cái hình ảnh của uh, cô gái bên này, thì bây giờ mình sẽ làm như các bạn thấy, uh, các bạn vào trong cái uh, đây, các bạn trong cái hình mà các bạn cần trang điểm, sau đấy thì các bạn vào trong filter các bạn chọn neural filter sau khi các bạn chọn neurofilter rồi thì nó sẽ hiển thị cho các bạn một cái uh, panel uh, neurofilter Cái bộ lọc này các bạn bấm vào trong cái beta filter này Thì nó hiển thị cho các bạn là cái make up transfer này này các bạn stick vào đây à, Sau khi các bạn stick vào đây thì bên phải của các bạn nó sẽ hiển thị cái một cái uh, hộp uh, refresh email các bạn chọn cái hình ảnh mà các bạn cần lấy mẫu để trang điểm cho cô gái này thì nó sẽ xử lý cho các bạn tức là uh, nó đánh phấn uh, môi này đấy các bạn nhìn thấy chưa đó thì cái này nó khá là hay đó. nó sẽ lấy nó trang điểm cho 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 từ bên cái hình, hình ảnh mà các bạn cần lấy cho cái hình ảnh mà các bạn cần trang điểm Uh, một cái bộ lọc trong cái new neural filter khác mà mình muốn giới thiệu với các bạn uh, đấy là uh, cái bộ lọc uh, depth away uh, các bạn nhá ở đây các bạn check vào cái bộ lọc uh, các bạn chọn cái depth away haze uh, khi các bạn check vào đây thì các bạn sẽ thấy được là cái tính năng của nó như thế nào tức là nó sẽ um, uh, tạo cái độ sâu trường ảnh uh, cho các bạn uh, ví dụ như các bạn hình các bạn mà nó uh, Uh, cái kiểu như các bạn chụp sương mù các bạn muốn tạo cái độ sâu trường ảnh cho nó uh, sâu hơn hình ảnh nó trong hơn sắc hơn thì các bạn dùng công cụ này uh, các bạn kéo sang phải để thấy được là cái nó độ mù của nó độ sâu trường ảnh của nó đây bạn kéo sang bên phải để thấy uh, sự khác biệt đấy ví dụ như hình ảnh nó mù như thế này đúng không uh, thì các bạn có thể kéo sang bên trái để cho nó lọc sâu hơn hình ảnh nó trong hơn sắc nét hơn uh, ở dưới này có một cái uh, slide là warm để khi các bạn kéo sang bên phải thì nó sẽ ấm hơn, à, cái màu nó sẽ ấm hơn hoặc các bạn kéo sang bên trái thì cái chuyển sang cái màu lạnh, à, đấy màu xanh hoặc là màu 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 cam đấy, tạo độ ấm và độ lạnh cho cái màu sắc của các bạn. Đấy. À, một cái tính năng khác à, nó giúp các bạn truy cập nhanh hơn trong cái việc mà thực hiện các cái lệnh trong Photoshop. À, ví dụ như bây giờ à, mình muốn à, đây mình muốn xóa cái cái này các bạn nhá mình muốn xóa cái bóng này chẳng hạn bây giờ mình muốn xóa bóng nó ở trong cái container way thì các bạn phải bấm f 5 hoặc các bạn vào đây đó đây các bạn à, vào trong cái field này Đấy. các bạn bấm uh, chọn cái trường container way các bạn bấm như này hệ xóa được cái này cho các bạn à, tuy nhiên thì bây giờ các bạn không cần phải vào trong edit nữa à, mà các bạn click chuột phải các bạn cũng có thấy được cái container gây nằm bên trong này thì các bạn có thể sẽ dễ dàng thực hiện hơn cũng thông qua rất nhiều bước đó lúc nãy thì các bạn thông qua nhiều bước thì các bạn mới làm việc được tuy nhiên ở đây các bạn không có các nhiều bước ở đây nữa đấy. ví dụ như đây thì các bạn sẽ thấy được là cái khung review đấy, các bạn sẽ thấy khung review đây cho các bạn xem trước đó. các bạn có thể xóa cái này đi đấy rồi xong các bạn ok là nó sẽ cho so các báo này cho các bạn các bạn không thấy cần phải bấm vào trong này nữa đó vào trong container way view hoặc là view nữa thì các bạn vẫn không thể làm việc được đó. À, vẫn là cái uh, các cái truy cập nhanh các bạn nhé ví dụ như bây giờ các bạn muốn tìm một cái burst uh, các bạn phải bấm phím f 5 lên các bạn đúng không ạ ở đây các bạn muốn tìm một rớt mà các bạn bấm phím nào mà các bạn kéo kéo xuống như này Thì rất, rất là nhiều khi các bạn rất là khó tìm Tuy nhiên là bây giờ thì uh, Photoshop nó đã có một cái thanh tìm kiếm uh, Cái rớt này các bạn có thể gõ cái bất kỳ một cái rớt nào mà các bạn uh, cần tìm Ví dụ như mình gõ rớt uh, nước chẳng hạn Mình chỉ gõ cái quarter thôi Thì nó sẽ hiển thị một danh sách liên quan đến cái chữ quarter Hoặc là cái splat uh, Splat chẳng hạn đấy thì các bạn sẽ thấy gõ ra nó sẽ ra các cái uh, cái burst liên quan đến splat để cho các bạn uh, truy cập nhanh tìm cho nó dễ dàng hơn đó đây là một cái cải tiến khá là hay ở đây mình thấy một cái tính năng khá hay trong photoshop này nữa là ở uh, cái công cụ uh, uh, reset cái uh, smart object các bạn nhé ví dụ như ở đây mình có một cái smart object là một cái logo oh, như thế này uh, khi mình uh, chọn cái logo như này uh, các bạn transform đi À, ví dụ như mình vào đây mình chọn à, cái Transform uh, Đây Transform à, Mình có thể chọn Transform như thế này Méo như thế này Méo như thế nào các bạn làm như thế nào thì tùy, tùy các bạn đấy Ví dụ như đây mình Transform như thế này Và mình qua các cái bước khác à, Đúng không? À, mình làm việc ở đây Mình à, làm việc à, với cái bước khác Sau khi các bước khác thì mình sẽ quay lại ví dụ những cái à, cái này smart object này uh, nó méo mà các bạn không ưng ý chẳng hạn thì các bạn có thể lấy lại cái mặc định ban đầu bằng cái việc các bạn chọn cái layer smart object này các bạn lấy chuột phải ở uh, trong này nó sẽ có một cái gọi là cái reset uh, cái, cái cái, cái smart object đây là tức là reset cái trên form tức là các bạn thực hiện cái lệnh uh, cho cái object này như nào thì các bạn reset như thế ví dụ reset trên form là reset new hoặc là reset linh đúng không Các bạn reset trên form thì nó sẽ trở lại mặc định ban đầu cho các bạn Đây đây là một cái, cái khá là hay Ví dụ như một cái uh, ví dụ bây giờ mình tạo một cái smart object cho cái này Đấy mình tạo cho một cái smart object cho cái này các bạn nhé Đấy Đây Smart object À và mình sẽ cũng vẫn chọn trên form chẳng hạn mình chọn trên form như thế này đấy mình chọn như thế này đấy, chọn trên form như thế này sau đấy mình quay lại sang bên này mình reset cái smart object thì nó sẽ quay trở lại cái hình hài ban đầu cho các bạn à, ví dụ như các bạn có làm như thế này mà không may mà nó bị uh, um, có cái số lượng mà cần trốn rét lại trong history thì các bạn có thể reset cái Uh, Smart Object này bất kỳ lúc nào đúng không? Đấy, đây là một cái tính năng khá là hay. Ở trên đây là mình vừa giới thiệu với các bạn một số cái tính năng mới uh, nhất của uh, Adobe Photoshop uh, 2021 uh, với những những cái tiến uh, sử dụng công nghệ AI uh, rất là tốt, rất là hay để giúp các bạn có thể uh, làm việc nhanh nhất uh, trong cái phần mềm Photoshop. Càng ngày thì uh, cái công việc các bạn làm thì nó không còn nhiều nữa. Uh, không có làm thủ công nhiều nó mà hầu như là được Photoshop nó làm tự động gần như là hết uh, còn một số cái tính năng uh, khác uh, trong uh, phần mềm Audi, Adobe Photoshop uh, ví dụ như cái tính năng uh, xem trước cái tân khi các bạn vẽ này Đấy. hoặc là cái tính năng uh, uh, Content Away Chasing Tool thì mấy cái này thì các bạn có thể uh, tự tìm hiểu thêm À, và một số cái tính năng khác ví dụ như là lưu file chỉ, cái version này à, Các bạn vào trong đây thì các bạn chỉ thấy có một cái gọi là cái version history Thì cái này các bạn phải đăng nhập vào trong cái cloud để các bạn lưu cái version history này à, Để các bạn lấy lại Đấy, Thì À, mình chỉ giới thiệu và hướng dẫn các bạn một số cái tính năng mà tốt nhất để các bạn hay dùng nhất để các bạn có thể sử dụng cái công cụ Photoshop này đây thì cái bài học này ngày hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo à, chúc các bạn thành công